Rồi chào mừng tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại kênh Điện thoại Ngọc Sương ha. Thì kênh mình chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại cũ giá rẻ. Địa chỉ là đường Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Và số điện thoại liên hệ bên em là 0879 182 796. Số Zalo cũng là số này luôn nha anh chị. Nếu mà anh chị nào ở gần địa chỉ này thì có thể đến trực tiếp nhà xem máy, test máy luôn nha anh chị. Còn ở xa thì em sẽ ship code toàn quốc cho anh chị ha. Khi mà shipper giao hàng cho anh chị thì anh chị được quyền mở hộp ra kiểm tra hàng, test máy trước cái thanh toán nha anh chị. Kiểm tra cảm thấy ok thì mình nhận hàng, mà nếu mà không ok, không giống như những gì em quảng cáo thì mình có quyền từ chối nhận hàng nha anh chị. Đó là quy luật mua giữa mua và bán ha. Rồi con đầu tiên em sẽ thanh lý cho anh chị nè. Đó là một con dòng Samsung nha anh chị. Samsung J2 Pro. Hôm nay em có về tầm khoảng 3 con Samsung J7 Pro nha anh chị, một con màu xanh và hai con màu vàng gold ha, màu vàng gold thì ngoại hình của nó cũng còn tương đối ok nha anh chị, ngoại hình ok tầm khoảng 90% này đó. J2 Pro nha anh chị, con này thì màn hình của nó là màn hình AMOLED ha, 5 chấm thôi nha anh chị, màn hình 5 chấm nhỏ gọn ha, thích hợp cho anh chị mua về xài nghe gọi rửa cháy nha anh chị, làm máy phụ rất là ok, 16GB nha anh chị, dung lượng của nó 16GB, hỗ trợ mạng 4G luôn nha anh chị, xài 2 sim và một thẻ nhớ, có hỗ trợ mạng 4G ha. Samsung J2 Pro nha anh chị, màu vàng gold đó, màu vàng gold thì em sẽ đỡ lại giá cho anh chị là 600.000 nha anh chị, máy tầm khoảng 90% đó, 600.000 này, màu vàng gold này. Có tặng kèm cho anh chị một bộ sạc ha. Nếu mà anh chị không lấy sạc thì sẽ trừ ra 50.000 nha anh chị. Còn đối với cái con mà màu xanh nhạt này thì cái ngoại hình của nó có hơi nhâm nha anh chị. Ngoại hình vỏ sâu hơi nhâm cho nên em sẽ đỡ lại giá cho anh chị là 500.000 ha. Mua về xài làm máy phụ khá là hợp lý nha anh chị. Samsung J2 Pro ạ. Có 3 con ha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung J7 Pro ạ. J7 Pro con này màu xanh nhạt này. Màn hình thì tầm khoảng 5.5 inch nha anh chị. Samsung J7 Pro, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Con này thì viên pin của nó là 3600mAh nha anh chị, 3600mAh. Đó. Cam ok nha anh chị ơi, cam trước cam sau ok. Rồi giá bán của Samsung J7 Pro là 1.1 triệu nha anh chị, màu xanh nhạt giá 1.1 triệu. Có sạc này, có tạng ốp và miếng dán cương lực cho anh chị ha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung J7 Bright. Em có hai màu, một là vàng gold, hai là màu xanh đen ha. Bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Pin của nó là 3300mAh. Mình cũng xài được 2 SIM và một thẻ nhớ ha. Giá bán mỗi con là 1 triệu chẵn nha anh chị ơi. Giá 1 triệu chẵn, có sạc này, ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị ạ. Màu vàng gold và màu đen nha anh chị, giá 1 triệu thôi. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Samsung M02 ha. M02 thì em có hai màu, một là màu xanh lá, hai là màu đen nha anh chị, xanh lá và đen. M02. Thì con này bản RAM 2, bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Được cái là pin trâu khỏe. Pin trâu khỏe và màn hình của nó là 6.5 inch ha. Thích hợp cho anh chị mua về cho bé xem YouTube, Zalo, Facebook, TikTok, nói chung thì mọi chức năng ok nha anh chị. RAM 2, bộ nhớ là 32GB ạ. Galaxy M20 đây ha. Giá bán là 1.4 triệu nha anh chị. Giá 1.4 triệu. Anh chị nào muốn mua máy mà pin trâu, màn hình lớn thì xem mấy con này ha. Đó, giá tầm 1.4 triệu thôi. Có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Samsung M02 nha anh chị. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Samsung A02. A02 với M02 nó cũng giống nhau luôn nha anh chị. Ngoại hình của nó giống nhau luôn. Nó chỉ khác nhau ở bản RAM thôi ha. A02 thì RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Còn M02 là RAM 2, bộ nhớ 32GB. Nó khác nhau bản RAM thôi. Đó. Đây là Galaxy A02 này. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Pin của nó cũng là 5000mAh ạ. Xài cũng được 2 SIM và một thẻ nhớ nha anh chị. Rồi con Samsung A02 là giá 1 triệu rưỡi ha. Giá 1 triệu rưỡi, em còn màu xanh lá nha anh chị, giá 1 triệu rưỡi ạ. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A5. Oppo A5 đời 2010, đời 2020, màu trắng. Màu trắng cực kỳ đẹp luôn nha anh chị, không trầy xước mặt trước mặt sau luôn ha. Màn hình 6.5 inch này. Con này thì bản RAM 3, bộ nhớ là
số 4GB nha anh chị. Đây. Oppo A5 2020 RAM 3 bộ nhớ số 4GB và con này nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị. Pin của nó là 5000 mAh. Có hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị luôn ha. Rồi giá bán của Oppo A5 đời 2020 là giá 1.900.000 nha anh chị. Giá 1.900.000 có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Realme C12 nè. Realme C12 màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. Em còn một con duy nhất thôi ha, màu xanh dương. Con này thì màn hình của nó 6.5 inch. Bản RAM 3 bộ nhớ 32GB và con này được cái nữa pin của nó là tới 6000 mAh nha anh chị ơi. Pin cực kỳ trâu luôn ha, mấy cái dòng này pin của nó trâu lắm. Xài 2 3 ngày không hết pin nha anh chị. Realme C12 này, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Máy đẹp tầm khoảng trên 95% ha, vân tay còn đầy đủ nè. Giá bán là 1.700.000 nha anh chị. Giá 1.700.000. Có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị nhà mình ạ. Realme C12 giá 1.700.000 ạ. Rồi tiếp đến nữa là con Oppo A3s. Oppo A3s thì em có hai màu nha anh chị, một là đỏ, hai là màu đen. Đỏ và đen nha. Con này thì màn hình của nó là màn hình tai thỏ 6.2 inch. Oppo A3s RAM 2 bộ nhớ là 16GB. Pin là 4000 mAh nha anh chị. Oppo A3s giá bán là 1.100.000 ha. Giá 1.100.000 có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị nhà mình đầy đủ ạ, màu đen và màu đỏ nha anh chị. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Vivo U10. Vivo U10 màu xanh màu xanh đen nha anh chị, màu xanh đen. Con này cái lưng của nó này, mặt lưng của nó có trầy nhâm trầy nha anh chị. Lưng hơi nhâm trầy ha. Còn mặt kính trước thì còn ok nha anh chị. Con này thì rồi chờ em khởi động lại xíu ha, nãy giờ quên mở lên. Rồi ok ha. Vivo U10 nha anh chị ơi, Vivo U10. Vivo 1916 hay còn gọi là Vivo U10 này. RAM 4 bộ nhớ là 64GB, con này nó chạy chip Snap nha anh chị, chip Snap là 665 ha, mình có thể mua về xài chơi game ok nha anh chị. Cái mặt lưng của nó hơi nhâm trầy thôi ha, nói chung thì còn mọi chức năng được ok hết nha anh chị. Đó, màn hình sáng đẹp. Con này thì em sẽ đổi lại giá cho anh chị là 1.500.000 thôi ha. 1.500.000 nè, có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị đầy đủ ha. Cái ngoại hình hơi xấu nhưng mà chủ yếu là chức năng bên trong nó ok hay không thôi ha. Chứ cái mặt lưng thì mình bỏ cái ốp lưng vô thì nó sẽ che lại cho nó cũng đỡ bớt nha anh chị. Rồi Vivo U10 là giá 1.500.000 cho anh chị ha. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Chạy chip Snapdragon là 665 và pin của nó là 5000 mAh nha anh chị. Màu xanh đen này. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Samsung ạ. Tiếp đến nữa là một con dòng Samsung A9. Samsung A9 đời 2018 màu xanh dương luôn nha anh chị, màu xanh dương. Mà ở dưới thì nó hơi xanh, ở trên thì nó sáng sáng xíu nha anh chị. Đó, màu xanh dương luôn đi. Con này thì màn hình Super AMOLED nha anh chị, 6.5 inch, 6.4 á, con này 6.4 nha anh chị. Galaxy A9 đời 2018 này. Con này nó chạy phiên bản Android là 10 chấm nha anh chị ơi. RAM 6 bộ nhớ là 128GB ha. Đây, RAM 6 bộ nhớ 128GB, pin của nó là 3800 mAh nha anh chị. Có hỗ trợ sạc nhanh luôn ha. Con này thì chui sạc Type C nè. Cam bồng ok hết nha anh chị. Cái viền của nó có hơi nhăm nhẹ theo thời gian ha. Viền hơi nhăm nhẹ theo thời gian nha anh chị. Còn mặt trước mặt sau thì tương đối ok. Đó. Con này em sẽ đỡ lại giá cho anh chị là 1.900.000 ha. Samsung A9 2018 bản RAM 6 bộ nhớ 128GB. Vân tay còn đầy đủ hết nha anh chị ơi. Giá 1.900.000. Có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị ạ. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Vivo Y20 ạ. Màu xanh nhạt nè. Con này ngoại hình của nó khá là đẹp nha anh chị ơi. Tầm khoảng 96-97% ha. Vivo Y20 ạ. Bản RAM 4 bộ nhớ là 64GB. Con này pin của nó là 5000 mAh nha anh chị. Pin trâu cực kỳ luôn. Đó. Giá bán của Vivo Y20 là giá 2.000.000 chẳng nha anh chị. Còn một con duy nhất em sẽ đổi lại giá cho anh chị là 2.000.000 chẳng ha. Có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị nè. Vân tay thì nằm ở bên hông nha anh chị ơi. Em đang khởi động máy ha.
Nãy giờ tắt nguồn quên quên mở máy. Vivo Y20 nha anh chị. Đó, màn sáng rất là sáng luôn nha anh chị ơi, Vivo Y20 giá bán là 2 triệu. Rồi tiếp tục nữa là một con dòng Vivo Y30 ạ. Vivo Y30 thì màu xanh tím nha anh chị, ở dưới màu xanh ở trên màu tím ha. Con này ngoại hình tầm khoảng 95% nha anh chị. Vivo 1938 thì con gọi là Vivo Y30 ha. Phiên bản Android là 12 chấm nha anh chị ơi, RAM 4, bộ nhớ 128GB. Pin của nó là 5000 mAh ạ. Giá bán của Vivo Y30 là giá 2 triệu 3 nha anh chị. Giá 2 triệu 3 có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị nhà mình ạ. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A54. Oppo A54 thì em có màu xanh xám nha anh chị, xanh xám. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 95% ha. Oppo A54, con này nó chạy chip Helio là B90 nha anh chị. RAM 4, bộ nhớ 128GB, máy đẹp cực kỳ luôn ha. Đó, cái vân tay của nó ở bên hông nha anh chị. Con này thì pin 5000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh nè. Giá thanh lý cho anh chị còn 2 triệu rưỡi ha. Oppo A54 giá 2 triệu rưỡi ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A9 đời 2020. Oppo A9 đời 2020 em có hai màu nha anh chị, một là đen, hai là màu xanh dương ha. Hai con này thì hình thức tầm khoảng 97% nha anh chị, máy đẹp không có trầy xước gì hết ạ. Oppo A9 đời 2020 này, con này thì bản RAM 8, bộ nhớ 128GB nha anh chị, RAM cao, bộ nhớ cao ha, và nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị. Pin của nó là 5000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị luôn ha. Cam bọng thì đẹp nha anh chị, cam mộng đẹp. Rồi giá bán của Oppo A9 bản RAM 8, bộ nhớ 128GB, full chức năng vân tay còn đầy đủ hết nha anh chị. Hai con này em sẽ thanh lý lại cho anh chị giá 2 triệu rưỡi thôi nè. Giá 2 triệu rưỡi có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị ha. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Realme 6i ạ. Realme 6i thì màu trắng nha anh chị, màu trắng. Con này thì ngoại hình cũng nói tầm khoảng 95% nè. Màn hình 6.5 inch Realme 6i. RAM 4, bộ nhớ 128GB, con này nó chạy chip là G80 nha anh chị. Có thể mua về xài chơi game thoải mái ha, chơi game Liên Quân, Free Fire, PUBG, ok. Rồi giá bán của Realme 6i là giá 2 triệu mốt nha anh chị, có hỗ trợ sạc nhanh ha. Giá 2 triệu mốt có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Redmi 9C. Redmi 9C thì em có màu đen nha chị ơi, màu đen và màu cam này, đen và cam. Hai con này thì ngoại hình trên 95% ha, màn hình to cực kỳ luôn, màn hình 6.5 inch ạ. Redmi 9C bản RAM 3, bộ nhớ là 64GB nha chị ơi, RAM 3 bộ nhớ 64GB này. Pin của nó là 5000 mAh ha, xài full chức năng hết nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ. Giá bán là 1 triệu rưỡi 50 nha anh chị ơi. Redmi 9C. Màu đen và màu cam giá 1 triệu rưỡi 50 ha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung A51. Samsung A51 thì em có hai màu này, một là trắng, hai là màu xanh lá nha anh chị ơi. Trắng và xanh lá. Màn hình Super AMOLED ha. RAM 6, bộ nhớ 128GB nha anh chị ơi. Galaxy A51 này. Đó, màn hình rất là sáng luôn nha anh chị. RAM 6, bộ nhớ 128GB, phiên bản Android là 11 chấm nha anh chị. Giá bán mỗi con là 3 triệu mốt cho anh chị ha. Màu trắng và màu xanh lá nha anh chị. Con này thì vân tay của nó ở dưới màn hình luôn ha. Full chức năng, máy đẹp tầm khoảng 98% này. Rồi giá bán cho anh chị là 3 triệu mốt thôi ạ. Màu xanh lá và màu trắng này. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A5s. Oppo A5s màu đen ạ. Màu đen nha anh chị ơi. Con này thì ngoại hình tầm khoảng 92-93% ha. RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Và pin của nó là 4230 nè. Oppo A5s.
Giá bán cho anh chị là 1 triệu rưỡi nè. Oppo A5s 1 triệu rưỡi, có sạc ốp lưng và dán gương lực cho anh chị ạ. Thì anh chị mua hàng nhà bên em thì được kiểm tra hàng, test máy thoải mái nha anh chị. Test máy cảm thấy ok thì mình nhận hàng, mà cảm thấy không ok thì mình gửi về cho em ha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Redmi Note 8 Pro màu xanh đen ạ. Màu xanh đen nha anh chị. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 93% ha. Redmi Note 8 Pro. Con này nó chạy chip G90T nha anh chị ơi, G90T màn hình rất là nhạy luôn nè. Redmi Note 8 Pro, RAM 6, bộ nhớ 64GB nha anh chị. Con này pin của nó là 4.500 ha. Xài được hai SIM, một thẻ nhớ, có hỗ trợ mạng 4G ha, vân tay còn đầy đủ. Có hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị luôn, chip cao ha. Mua về xài chơi game ok, rất là mượt luôn nha anh chị. Cái dòng này chơi game rất là mượt luôn. Giá bán là 2 triệu tư nha anh chị. Redmi Note 8 Pro giá 2 triệu tư ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A52. Rồi em còn một con dòng Oppo A52 màu xanh đen ha. Con này ngoại hình tầm khoảng 95% này. RAM 6 nha anh chị, RAM 6 bộ nhớ 128GB. Pin của nó là 5000 mAh này. Oppo A52 ha. Giá bán cho anh chị là 2 triệu 6 nha anh chị. Giá 2 triệu 6 vân tay còn ok hết, full chức năng. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A74. Oppo A74 thì màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. Con này thì ngoại hình tầm khoảng 96-97% ha. Máy đẹp lung linh nha anh chị. Màn hình Super AMOLED 6.4 inch ạ. Oppo A74. RAM 8 bộ nhớ là 128GB. Đó, RAM 8 bộ nhớ 128GB. Pin của nó là 5000 mAh, Oppo A74 nha anh chị. Con này em đỡ là giá cho anh chị là 3 triệu 3 này. Giá 3 triệu 3, có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị ha. Oppo A74 nha anh chị, màn hình sáng, màn hình Super AMOLED ha. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A94 đi. Oppo A94 màu đen xám nha anh chị ơi. Con này thì ngoại hình cũng tầm khoảng 97-98% nha anh chị. Màn hình Super AMOLED 6.4 inch, bản RAM 8, bộ nhớ 128GB. Con này nó chạy chip Helio là B95 ạ, B95 nha anh chị. Oppo A94 đây, con này pin của nó là 4300 mAh nha anh chị. Phiên bản Android 12 chấm ha, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Giá bán là 3 triệu 4 nha anh chị. Có sạc ốp lưng và dán cương lực cho. Đó là một con dòng Oppo A1K nha anh chị. Oppo A1K màu đen này. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 95% ha. RAM 2 bộ nhớ là 32GB. Mấy con này anh chị mua về nghe gọi Zalo, YouTube nha anh chị. RAM 2 bộ nhớ 32GB. Pin của nó là 4000 mAh ạ. Xài được 2 SIM nha anh chị ơi. Con này em đỡ lại giá cho anh chị là 1 triệu 1 nè. Oppo A1K giá 1 triệu 1 nha anh chị. Có đầy đủ phụ kiện cho anh chị ạ. Rồi cuối cùng là một con dòng Realme C2 nè. Realme C2 thì màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. Con này cái vỏ lưng của nó ở phía dưới nó có hơi trầy ha anh chị. Nó có hơi trầy ngay chữ chữ Realme nè, trầy xíu. Mặt trước thì còn ok, không xước xát gì hết nha anh chị ơi. Con này cũng bản RAM 2 bộ nhớ là 32GB, nó cũng giống như cái con Oppo A1K ha. RAM 2 bộ nhớ 32GB và pin của nó cũng là 4000 mAh nha anh chị. Rồi con này em cũng để lại đồng giá như con A1K là 1 triệu 1 nha anh chị. Giá 1 triệu 1, cũng có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị nè. Rồi thì em sẽ kết thúc video ở đây ha. Thì anh chị cô chú nhà mình xem được con nào mà cảm thấy ok, hợp lý thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Phương ha. Qua số điện thoại là 0879 182 796 hoặc nhắn tin Zalo qua số này cho em cũng được nha anh chị. Rồi thì ngày Chủ nhật em cũng chúc cho tất cả anh chị cô chú nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ, an nhiên bên gia đình ha. Thì em xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.